Sau khi liên tục bị nam em nhắc tên cùng những lời chia sẻ không tốt, Bạch Công Khanh đã lên tiếng đáp trả thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Mối quan hệ hiện tại của hai nghệ sĩ cũng được nhiều khán giả quan tâm. Thời gian qua, Bạch Công Khanh liên tục bị Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 nam em nhắc tên trên sóng livestream khiến nhiều người tò mò. Khi được hỏi về câu chuyện này, nam ca sĩ nêu quan điểm là người của công chúng bắt buộc phải có chuyện đó, những điều trải qua như những thăng trầm cuộc đời, tôi nhờ đó để trưởng thành vững bước hơn, tôi không để tác động của hiện tại khiến bản thân lung lay nhụt chí. Khi được hỏi về việc có sẵn sàng nói một lần cho hết về ồn ào cá nhân, Bạch Công Khanh chia sẻ: đến thời điểm này bấy nhiêu đó đã là quá đủ, điều tôi quan tâm vẫn là chuyên môn, tôi tin khán giả của mình sẽ muốn nghe những điều ý nghĩa hơn. Về cảm xúc bản thân khi ồn ào xảy ra, Bạch Công Khanh chia sẻ: nếu nói không khó chịu là không đúng vì mình cũng là con người, có hỉ nộ ái ố. Anh tâm sự: mình sống vì điều gì, tôi là nghệ sĩ, tôi sống dựa trên hình ảnh nên nhiệm vụ của tôi là tạo hình ảnh đẹp. Tôi phải có ý thức xuất hiện chỉn chu, ăn nói khéo léo trước công chúng để tránh ảnh hưởng đến bất kỳ ai. Dù có thiệt thòi hay bực bội thì tôi cũng giữ điều đó cho riêng mình, không làm ảnh hưởng đến người khác. Cách đây vài ngày, nam em khiến nhiều người xôn xao khi kể câu chuyện có liên quan đến Bạch Công Khanh. Người đẹp thừa nhận từng có tình cảm với nam ca sĩ. Lúc đó tôi có chút xíu tình cảm với bạn đó thật, không phải yêu đương nhiều nhưng tôi cũng có cảm xúc, lên sân khấu hát là phải có cảm xúc. Tuy nhiên sau đó đi tập chương trình, tôi nhận lại những thứ không được như vậy. Tôi nhận lại nguồn năng lượng từ một ngôi sao âm nhạc. Người ta tỏ ra họ là ngôi sao, là một bức tượng đài. Tôi chỉ là tôm, là tép ở chung thôi. Tôi không có đủ đẳng cấp để đứng chung sân khấu với anh ấy. Tôi cảm nhận rất rõ nguồn năng lượng đó. Cũng trong buổi livestream này, nam em đã vạch trần một câu chuyện trong một lần đi diễn chung với Bạch Công Khanh tại đêm nhạc ở Đà Lạt. Theo đó, nam em tiết lộ rằng trong đêm nhạc ấy, thời lượng biểu diễn của Bạch Công Khanh quá nhiều khiến cô không đủ thời gian để hát. Tuy nhiên sau khi về thì nam ca sĩ lại gửi cho cô một dòng tin cho rằng chưa nhìn thấy được sự cố gắng ở người đẹp trên sân khấu. Hiện những phát ngôn của nam em về người tình sân khấu Bạch Công Khanh vẫn đang nhận được sự bàn tán mạnh mẽ từ cộng đồng mạng. Nam em và Bạch Công Khanh từng hát chung ở nhiều show diễn vào năm 2022. Cặp đôi được nhiều người mến mộ vì nhận xét đẹp đôi. Đến tháng 12/2022, rộ tin Bạch Công Khanh và nam em giãn nứt tình cảm bởi cả hai không còn tương tác thân thiết giống như trong quá khứ. Sau đó, Bạch Công Khanh và nam em đã không còn thường xuyên xuất hiện chung một show diễn mà tách ra xây dựng sự nghiệp riêng. Đến gần đây, Bạch Công Khanh bất ngờ tiếp tục xuất hiện trong các livestream của nam em khiến nhiều người có góc nhìn không hay về nam ca sĩ. Nam em sinh năm 1996 tại Tiền Giang, từng đăng quang Hoa Khôi Đồng Bằng Sông Cửu Long 2015 và ghi tên mình vào top 8 hậu trái đất 2016. Năm 2022, người đẹp gốc Tiền Giang trở lại với đường đua nhan sắc tại Hoa hậu Thế giới Việt Nam và dừng chân ở top 10. Bạch Công Khanh sinh năm 1990, anh được biết đến nhiều sau khi giành giải quán quân gương mặt thân quen 2016. Những năm qua, anh hoạt động tích cực ở lĩnh vực phim ảnh lẫn âm nhạc.